Salut Céline, tu vas bien? Oui, ça va bien. Et toi? Je vais bien, merci. J'habite à Montréal maintenant, avec ma femme. Au Canada? Oui, au Canada. Oh, c'est bien. Et quelle est ton adresse? Mon adresse? Alors, c'est David Delage, 35 rue Notre-Dame, à Montréal. Et tu as une adresse email? Oui, c'est ddelage.com. @hotmail.com. Comment va ton ami espagnol? Louis, il va bien. Il est à Paris avec son fils. Il parle français maintenant. Tu as son adresse? Salut Céline, tu vas bien? Oui, ça va bien. Et toi? Je vais bien, merci. J'habite à Montréal maintenant, avec ma femme. Au Canada? Oui, au Canada. Ah, c'est bien. Et quelle est ton adresse? Mon adresse? Alors, c'est David Delage, 35 rue Notre-Dame, à Montréal. Et tu as une adresse email? Oui, c'est ddelage@hotmail.com. Comment va ton ami espagnol? Louis, il va bien. Il est à Paris avec son fils. Il parle français maintenant. Tu as son adresse? Dial Rồi, bây giờ có một số từ mình nhắc lại cho các anh chị nghe ha. Thí dụ như đầu tiên đó là câu hỏi. Khi mà nó là câu hỏi thì mình sẽ lưu ý là mình sẽ lên giọng ở cuối câu ha, để cho nó để cái người nghe họ nhận ra được đó là cái câu hỏi. Ví dụ như là Sa va bien, phải không? Salut Céline, tu vas bien? Rồi, oui, ça va bien. Et toi? Je vais bien, merci. J'habite à Montréal. J'habite à Montréal. Mình có động từ nguyên mẫu là habiter, là sống ha. J'habite à Montréal maintenant. Rồi cái từ hiện tại bây giờ đó mình sẽ đọc là maintenant. Maintenant. Avec ma femme. Au Canada. Oui, au Canada. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Quelle est ton adresse? Et quelle est ton adresse? Et quelle est ton adresse? Mon adresse? Alors, c'est David Delage. David Delage. 35 rue Notre-Dame à Montréal. Cái từ con đường đó mà sẽ đọc là rue. Rue Notre-Dame à Montréal. Tu as une adresse email? Et tu as une adresse email? Tu as une adresse email? Oui, c'est ddelage@hotmail.com. Comment va ton ami espagnol? Comment va ton ami espagnol? Comment va ton ami espagnol? Lui, il va bien. Il est à Paris avec son fils. Il est à Paris. Il est à Paris avec son fils. Il parle français maintenant. Il parle français maintenant. Il parle français maintenant. Tu as son adresse? Tu as son adresse? Tu as son adresse? Rồi, bây giờ mình sẽ mời hai bạn ha, hai anh chị. Một người sẽ đóng vai của cái đoạn hội thoại này nha. Mời bạn Duy Khang, mời bạn Duy Khang Dạ. và mời bạn Thanh Nhàn. Dạ. Đọc trước Như đi vậy chị. là bạn Duy Khang sẽ nói trước. Dạ. Tôi Louis Celine, tu vas bien? Oui, ça va bien. Et toi? Tu vas bien, merci.
J'habite à Montréal. Maintenant, avec ma femme. Au Canada. Où Canada? Ah, c'est bien. Et quel est ton regret? Mon regret? Alors, c'est David de là. Oui, Notre-Dame, à Montréal. Et tu as une accès, Imen? Oh, c'est? De la arroba hopman.com. Comment va ton ami espagnol? Lui, il va bien. Il est à Paris avec son fils. Il va Ronster, maintenant. Tu as son adresse. Tu as son adresse. Ouais. Bạn Duy Khang á, là bạn bị đọc cái âm, bạn bị đớt nha. Ví dụ như mình có cái từ là bien là khỏe không, thì bạn muốn đọc đúng bạn phải bậm cái môi lại nha. Tu vas bien. 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 Mình phải đọc, mình bậm cái môi lại. Tu vas bien. Cái từ thứ hai đó là gì? Đó là cái từ je, là tôi á. Ví dụ mình nói là tôi khỏe, mình sẽ nói là je. Muốn phát âm đúng từ je là mình phải cái hai cái hàm răng của mình sẽ cắn lại, đồng thời là cái môi của mình á sẽ cong lên thì mới đọc đúng chữ je. Je. Je vais bien, merci. Tiếp theo mình có cái động từ là habiter, là cư ngụ. Khi mình nói tôi sống ở Montréal thì mình sẽ nói là j'habite à Montréal. Mình không nói là ra ha. Tại vì khi mình nói chữ xa là có nghĩa là cái môi của mình nó bẹt ra hai bên. Còn nếu mà nói đúng cái chữ j'habite, bắt buộc cái môi của mình nó phải cong lên nha. J'habite à Montréal. J'habite à Montréal. Rồi còn cái từ đó là ta hỏi mình là au Canada, phải ở Canada không, thì mình sẽ trả lời là gì? Cái từ đó bạn đọc sai á. Oui. Đúng rồi, mình đọc là oui. Hồi nãy bạn đọc là gì? Ui ui phải không? Dạ. Mình không đọc là ui ui nha, mình đọc là oui oui. Oui oui, au Canada. Rồi tiếp theo đó là mình có cái con đường thì mình sẽ phát âm là rue. Đó là chữ R mình phát âm từ trong cái cuốn họng mình phát âm ra ha. Rue. Rồi tiếp theo cái thành phố đó mình sẽ đọc là Montréal. Montréal. Montréal, mình không đọc là Montréal nha, mình không đọc âm trời nha, mình đọc là Montréal. Montréal. Rồi được nha. Rồi tiếp theo nè, cái nhân vật mà được nhắc đến trong cái đoạn hội thoại này tên là gì? Bạn khen. David de la. Không, David de la là tên của cái bạn đó. Cái cô này, cái cô Celine này cũng nhắc đến cái tên, có một người bạn tên nhân vật gì? Louis. À, Louis ha, bạn này. Cái người này tên là Louis. Hồi nãy bạn đọc là Louis hay gì á, mình không nghe rõ chứ Louis ha. Rồi cái tên này đọc là Louis. Rồi bây giờ mình mời một bạn khác nha. Mời một cái cặp khác. Quỳnh Khiêm có mặt không? Dạ có. Rồi mời bạn Quỳnh Khiêm ha. Rồi mời mời Thùy Linh. Dạ có. Rồi mời hai bạn. Bạn Khiêm sẽ đọc trước nha. Dạ. Salut, Celine, tu vas bien? Oui, ça va bien, à toi? Ça va bien, merci. J'habite à Montréal. Maintenant, avec ma femme. Au Canada. Oui, au Canada. Accept friends. Address is son address. Mon address. Alors, c'est David. Delat. Em 35 này. 35.
consent. Consent through Notre Dame à Montreux. Montreal. Cái thành phố đó mình đọc là Montreal nha bạn Kim. Montreal. Dạ, Montreal. Montreal. A two is an address of mine. We says the lot aerospace hotmail .com. Comment button amaze a face none. Louis in Verbien in Le Paris avec son fils in par Francis Montenon. Louis son of what? Rồi, cảm ơn bạn Kim với bạn Thùy Linh ha. Qua hai cái cặp và đọc cái bài hội thoại này á, mình phát hiện ra điều á là bạn Kim á, bạn đọc tiếng tiếng Pháp là giống như người giống như mấy cái người nước ngoài mà người Anh họ đọc tiếng Pháp vậy đó. Nếu các bạn mà có điều kiện mình lên trên mạng mình nghe một số đoạn á, thì các bạn thấy là cái giọng của bạn Kim là y chang như mấy cái người Anh á, họ đọc tiếng tiếng Pháp vậy đó. Yeah. Còn ví dụ như bạn Thùy Linh, bạn Nhàn là cái người Việt mà đọc tiếng Pháp, còn bạn Kim là giống như là người Anh mà đọc tiếng Pháp ha. Có một cái từ mà các bạn hay sai đó là gì? Đó là cái từ Montreal. Mình sẽ không đọc là Montreal âm thờ ha, mình không đọc là âm thờ, mình đọc là âm R, sẽ là Montreal. Rồi một cái từ nữa mà các anh chị hay sai đó là gì? Đó là cái từ O. Mình có cái giới từ là on, giới từ O và giới từ A. Như vậy thì ở đây ta sử dụng cái giới từ là O Canada, bởi vì Canada là giống đực. Mình không phát âm là O, mình phát âm là O Canada. O Canada, oui oui, O Canada. Rồi tiếp theo mình có cái từ gì nữa? Giới từ xe. Xe là đây là đúng không? Mình phát âm là xe. Nha, mình phát âm là xe. Rồi còn cái từ gì nữa? Ví dụ như là trong cái câu cột bên tay phải, cái hàng gạch đầu hàng đầu tiên, Louis in va bien in le ta Paris, mình không nói là in le à Paris. No, mình không phát âm như vậy ha, mình phát âm là in le ta Paris. Đó có nghĩa là cái chữ Paris mình sẽ không có phát âm xì ra ha. In le ta Paris avec son fils, thì chỗ này có in parle français maintenant. Tu as son adresse. Hoặc là cái câu là bạn có cái người bạn, cái người bạn Tây Ban Nha của bạn khỏe không? Comment va ton ami espagnol? Rồi, được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển sang một nội dung khác nha. Các anh chị có thể về mình tập thêm ha. Cái đường link này là có cho trong cái phần tay Word đó, các anh chị về xem thêm. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển sang một nội dung khác nha. Đó là bài hôm nay. Rồi, trên hình của mình là cái trường đại học Sorbonne. Không biết ở đây có ai đã từng nghe đến trường đại học Sorbonne hay không ha. Đây là cái trường rất là danh giá của nước Pháp ha. Và nó đóng tại Paris. Thì vào cái trường này giống như trường điểm, một trong những cái trường điểm nổi tiếng của Việt Nam mình vậy đó. Thì mình vô rất là khó ha. Mà ai học ở đây thì cái bằng đi ra như là một cái bằng rất là danh giá. Rồi, bây giờ mình học cái bài hôm nay, đó là bài số 5 ha. Leçon 5. Rồi, bài số 5. Cái tựa bài số 5 của mình có tên gọi là Trouver l'objet. Trouver l'objet. Thì cái bài này mình có động từ trouver và mình có cái từ mới đó là cái từ objet. Rồi, như vậy thì mình có cái động từ trouver nhé. Mình có động từ nguyên mẫu là động từ trouver. Rồi, như vậy thì động từ trouver là động từ nhóm 1, bởi vì động từ này có tận cùng là e và r. Như vậy thì động từ trouver, thí dụ như hôm qua chúng ta học cách chia động từ aimer rồi nè, chúng ta học cách chia động từ habiter rồi nè, chúng ta học cách chia động từ travailler rồi. Như vậy thì hôm nay chúng ta gặp động từ trouver thì
Về mặt lý thuyết là chúng ta sẽ phải biết chia nha. Rồi, như vậy thì động từ thu về sẽ được chia như thế nào? Động từ thu về có nghĩa là tìm thấy ha. Hãy tìm thấy đồ vật. Mình có cái từ objet là đồ vật. Về từ loại thì cái từ objet này nó là danh từ giống được. Objet là đồ vật nha. Rồi, nó là danh từ giống được. Như vậy động từ thu về được chia ở các ngôi thì sẽ chia như thế nào? Ví dụ tôi có là gì? Je trouve. Tiếp theo, je trouve. Như vậy thì khi mình học cách chia đó, mình sẽ lưu ý là gì? Cái ngôi je thì tận cùng là chữ e. Nhưng mà tới ngôi tu thì tận cùng nó, cái đuôi của nó sẽ là es. Tiếp theo mình có cái ngôi là in nè, mình có ngôi en nè, và mình có ngôi on nè. Thì cái đuôi của nó sẽ là e. Như vậy thì nếu mình so sánh thì mình sẽ thấy là cái ngôi je và cái ngôi in and on số ít đó, nó sẽ là giống nhau. Rồi tiếp theo mình sẽ có ngôi nu. Nu thì sẽ là nu thu vốn. Rồi tới ngôi vu thì mình sẽ có vu thu vế. Như vậy thì rõ ràng như là cái tựa này là đang sử dụng, đang được chia ở ngôi vu đúng không nào? Tiếp theo là mình có ngôi in số nhiều và ngôi en số nhiều. Thì cái tận cùng của nó phải là ONT. In thu và en thu vế. Rồi, như vậy về cách đọc thì đọc như thế nào? Mình có động từ nguyên mẫu là trouver. Nha, trouver. Je trouve, tu trouves, il trouve, elle trouve, on trouve, nous trouvons, vous trouvez, il trouve. Thầy ơi, thầy học thấy cái like thầy ơi. Ủa, không thấy like hả? Bên đây mình thấy mà, các anh chị khác thấy không? Đây là chứ đâu thầy? Mày bên chat mà. Đấy mà thầy. À, cái phần mình viết là nằm bên chat nha chị. À, chị Hà xem ở bên chat nha. Dạ dạ các bạn ạ. Rồi, như vậy đọc lại nha. Thu về. Je trouve. Tu trouves. Il trouve. Elle trouve. On trouve. Nous trouvons. Vous trouvez. Il trouve. Và elle trouve. Như vậy về cách phát âm thì ngôi je, ngôi in số ít, đúng rồi, ngôi en số ít và ngôi on thì nó sẽ đọc giống với là ngôi in số nhiều và ngôi en số nhiều ha. Rồi tiếp theo chúng ta có cái từ objet là đồ vật, trouver l'objet. Rồi bây giờ mình sẽ xem cái đoạn hội thoại này nói gì nhé. Son chapeau et son blouson, c'est ça? Mình có cái từ chapeau. Các anh chị thấy trong hình đó ha. Mình có cái từ, cái đàn, cái gạch hàng đầu tiên đó. Chapeau là cái nón. Cái nón mình đội lên đầu á. Chapeau là cái nón. Và cái blouson là cái áo khoác bên ngoài. Blouson là áo khoác bên ngoài ha. Như vậy thì người ta hỏi gì đây? Cái áo khoác của anh ấy hoặc là của cô ấy. Và cái nón của anh ấy hoặc là của cô ấy. Có phải cái này không? C'est ça. Có phải là cái này không? Như vậy mình có cái đại từ xa. Đại từ xa là một cái pronoun personnel và nó sẽ thế cho hai cái từ phía trước đó đã được đề cập đến ha. Là có phải cái này không? C'est ça. Oui, son chapeau et son blouson. Đúng rồi, là cái nón và cái áo của anh ấy đó. Thì cái từ son này mình không biết hiện tại là của anh ấy hay của cô ấy nha. Bởi vì của anh ấy hoặc là của cô ấy thì đều dùng là tính từ sở hữu là son hết. Ils sont dans la chambre. Rồi, bây giờ mình có một cái từ mới, đó là cái từ chambre. Chambre là phòng ngủ. Về từ loại thì nó là danh từ giống cái nha. Chambre là cái phòng ngủ. De Melanie. Nó đang nằm, nha. Cái nón và cái áo khoác. Nó đang nằm trong phòng ngủ của Melanie. Sous l'étagère à côté de la fenêtre. Mình có cái giới từ là sous. Có nghĩa là phía dưới. L'étagère là cái kệ. Một cái kệ ha. À côté de la fenêtre, bên cạnh cái cửa sổ. Nó nằm trong căn phòng của phòng ngủ của Melanie, dưới cái kệ và bên cạnh cái cửa sổ. L'étagère avec des livres. Cái kệ mà có nhiều quyển sách đó. À gauche de la fenêtre, phải là phía bên tay trái của cái cửa sổ hay không? Mình có cái chữ à gauche de có nghĩa là phía bên tay trái. Non,
không phải. L'étagère contre le mur, không phải. Cái kệ mà nằm ở sát tường á, mình có cái từ là contre, giới từ là contre, có nghĩa là sát. Không phải đâu, cái kệ ở sát tường á, à droite de la fenêtre, phía bên phải của cửa sổ á, sous les affiches, mình có cái từ là mur, l'étagère contre le mur, thì mình có cái chữ le, mình có cái chữ le mur là bức tường. À droite de là phía bên phải, và mình có cái từ fenêtre là cửa sổ nha. Cửa sổ thì về từ loại cái cửa sổ này nó là danh từ giống cái fenêtre. Sous les affiches, mình có cái từ là affiche, bên tiếng Việt mình vay mượn tiếng Pháp để mình diễn đạt đó. Ví dụ như mình nói cái tấm affiche là những cái biển mà treo quảng cáo chẳng hạn, gọi là affiche đó ha. Bên tiếng Việt mình cũng hay nói là affiche, affiche đó. Ô là là khi mình ngạc nhiên một về vấn đề gì đó mà mình thú, mình sẽ dùng cái từ là ô là là. Ô là là. À trois deux. À oui. Sur la chaise. Mình có cái giấy từ là sur, có nghĩa là phía trên. Mình có cái từ la chaise là cái ghế. Ví dụ như mình có cái ghế đẩu rồi cái ghế dựa chẳng hạn đi, mình sẽ nói là la chaise. Il y a un blouson et un chapeau. À đúng rồi, trên cái ghế thì có một cái áo khoác và một cái nón. Như vậy thì ở đây mình có cái cấu trúc là il y a. Il y a có nghĩa là có. Như vậy ở số ít hay ở số nhiều thì cái từ il y a này nó không thay đổi nha. Bên tiếng Anh của mình là khi mà nói có cái gì đó ở trong căn phòng thì mình sẽ dùng, nếu là số ít thì mình sẽ dùng là chữ there, đúng không? There is. Còn nếu mà số nhiều thì mình sẽ dùng là there are. Thì trong tiếng Pháp mình có một từ thôi, đó là il y a. Voilà, c'est ça. À đây nè, chính nó rồi, c'est ça. Rồi, bây giờ mình sẽ đọc lại các cái từ mới ở trong cái đoạn hội thoại này cho các anh chị nghe nha. Son chapeau. Son chapeau. Et son blouson. Blouson. C'est ça. Son chapeau. Et son blouson. C'est ça. Oui, son chapeau. Et son blouson. Ils sont dans la chambre. Ils sont dans la chambre de Mélanie. Sous l'étagère, à côté de la fenêtre, l'étagère avec des livres. Mình có cái từ livre là quyển sách nha. Về từ loại thì quyển sách là giống đực. L'étagère avec des livres, à gauche de la fenêtre, à gauche de la fenêtre. Non, l'étagère contre le mur. L'étagère contre le mur. À droite de la fenêtre, sous les affiches. Mình nói dần qua mình đọc nha. Sous les affiches. Oh là là. À droite de. Ah oui. Sur la chaise, il y a un blouson et un chapeau. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển sang cái slide thứ tư. Mình xin lỗi, sang slide số 3. Ở slide này chúng ta có một số cái từ vựng mới. Đây. Cái này nó hơi nhỏ để mình phóng to lên cho các anh chị xem nhé. Rồi, như vậy thì các anh chị thấy cái từ mà ở trong cái hình này nó có một số từ vựng ha, mình sẽ tìm hiểu từ vựng luôn nha. Ví dụ như là ở bên phía tay trái nè, mình có chữ amur. Mur là một bức tường ha. Amur là một bức tường nè. Rồi tiếp theo đó là mình có cái từ là ali. Các anh chị thấy chữ ly không? Ly
Ly có nghĩa là cái gối. Thấy không? Nếu mà nghe cái gối nè, mình có chữ ly nè. Cái này là có nghĩa là cái giường. Ly là cái giường. Có chữ ly là cái giường ngủ ha. Rồi tiếp theo mình có cái từ étagère nè, là cái chỗ mà cái gấu này ha. Étagère là cái kệ, mà cụ thể đây là cái kệ sách ha. Étagère. Như vậy mình nhìn vào cái mạo từ phía trước thì anh chị sẽ biết là nó là danh từ giống được thêm cái rồi ha. Ví dụ une étagère nó là danh từ giống cái nè. Rồi tiếp theo mình thấy ở trên bức tường nó có tấm ảnh đúng không nào? Mình có chữ une photo. Une photo có nghĩa là một bức tranh hoặc là một tấm ảnh. Rồi tiếp theo nữa đó là mình thấy trên cái kệ này nè, người ta chỉa cái mũi tên, cái mũi tên ra, người ta ghi chữ là Ali và là một quyển sách nhé. Một quyển sách Ali và ngay gần cái bông này ha. Rồi tiếp theo đó là các anh chị thấy có một cái ghế, trên cái ghế có con mèo, thì con mèo này mình gọi là Asha. Sa là con mèo. Rồi con mèo nó nằm trên cái ghế, thì cái ghế này là cái ghế bành ha, ghế bành. Thì ghế bành mình gọi là cái fauteuil. A fauteuil. Còn hồi nãy trong đoạn hội thoại mình có cái ghế, thì cái ghế là cái ghế đẩu hoặc là cái ghế dựa mình ăn cơm ở nhà chẳng hạn, thì cái đó gọi là cái chaise. Une chaise. Như vậy une chaise nó khác với cái fauteuil ha. Cái fauteuil là cái ghế bành, nhiều như cái ghế salon của mình đó, gọi là fauteuil. Rồi tiếp theo chúng ta có trên cái bàn, cái bàn thì chúng ta có cái từ là une table. Une table là cái bàn. Une table. Rồi trên cái bàn các anh chị thấy là có cái lọ hoa, thì cái lọ hoa được gọi là a vase. Vase là cái lọ hoa. Rồi thì còn hai cái từ mà phía bên tay phải mà nó bị mất chữ đó, thì một từ đó là gì? Một từ đó là từ fleur, là bông hoa. Une fleur. Fleur là hoa ha, giống cái. Cái âm nó, cái từ nó giống như bên tiếng Anh là flower đó, thì bên tiếng Pháp là fleur. Rồi, mình thấy trên bàn có cái ly, thì cái ly mình sẽ gọi là à verre. Cái ly hoặc là cái cốc à, à verre. Verre, à verre. Các anh chị xem thêm ở phần chat nha, để mình thấy cái từ. Rồi, như vậy mình đọc lại những từ này cho các anh chị nghe nhé. Đầu tiên mình có cái từ là amur. Amur. Ali. Ali. Une étagère. Une étagère. Une photo. Une photo. À livre, à livre, à fauteuil, à fauteuil, à chat, à chat, une table, à vase, une fleur, à verre, right. Bây giờ mình chuyển sang một cái slide khác, cũng thêm một số từ vựng nữa. Rồi chúng ta có cái từ vựng gì đây? Bên cột bên tay trái chúng ta thấy cái cửa sổ, thì cái cửa sổ được gọi là une fenêtre. Une fenêtre. Rồi tiếp theo chúng ta thấy là ở phía dưới cửa sổ nó có hai cái từ, thì cái từ này là nó chỉ cái mũi tên ở trên cái bàn đó. Các bạn, các anh chị thấy là trên bàn mình có cái gì? Có cái bình hoa nè, rồi có cái cốc nè, nước nè, đồng thời là có cái dĩa nữa, thì cái dĩa gọi là une assiette. Une assiette là cái dĩa. Une assiette, dĩa đựng đựng đồ ăn nha. Mình có une chaise là cái ghế ngồi của mình bình thường. Rồi tiếp theo mình có cái a téléphone. A téléphone, một cái điện thoại. Lê phone. À, telephone, điện thoại. Rồi tiếp theo các anh chị thấy ở trên cái bức tường nó có treo một cái tấm affix đó, thì mình gọi là une affiche.
ha, une affiche. Tiếp theo, ở trên cái kệ các anh chị thấy có cái túi sách thì gọi là un sac. Túi sách mình sẽ gọi là un sac. Tiếp theo, các anh chị thấy là trên cái ghế nó có cái áo khoác thì cái áo khoác màu xanh đó gọi là un blouson. Un blouson, cái áo khoác mà mình để đi che nắng rồi che gió rồi ha, gọi là blouson. Tiếp theo, trên cái ghế mình thấy có cái nón thì cái đó gọi là chapeau. Chapeau. Rồi, bây giờ đọc lại cho các anh chị nghe nhé. Une fenêtre. Une fenêtre. Une assiette. Une chaise. Une chaise. Un téléphone. Un téléphone. Une affiche. Mình nói dần qua mình đọc ha. Une affiche. Un sac. Un sac. Un blouson. Un blouson. Un chapeau. Un chapeau. Right. Bây giờ sẽ mời một bạn đọc lại giùm những cái từ ở trong cái hình này nhé. Rồi mời bạn Lữ Huy. Huy ơi, bạn có mặt không? Rồi mời bạn khác nha. Mời anh Lê Nông. À, đoạn phần đầu này anh ở trên cái màn hình có luôn á. Une étagère. Mình nói dần qua. Une étagère. Đúng rồi. Đúng rồi, un fauteuil. Une table. Giờ mình còn hai từ nữa ở trên hình, cái ly và cái bông hoa. Une fleur. Đúng rồi. Rồi bây giờ khi mình đọc á, các anh chị lưu ý là mình sẽ lưu ý cái phần giống đực và giống cái ha. Thí dụ nó là danh từ giống đực thì mình sẽ phát âm là a, còn nếu là giống cái thì mình sẽ đọc là une. Rồi được chưa? Rồi bây giờ mình mời một bạn nữa để đọc cái phần này nhé. Mình mời mà chị Hà đi. Yeah. Un mur. Mur. Un lit. Un lit. Une étagère. Une étagère. Une étagère. Une photo. Un fauteuil. Un livre. Un chat. Asha. Đúng rồi. On a table. A vase. A verre. Un verre. On a fleur. Une fleur. Une fleur. Rồi, đúng rồi ha. Rồi, bây giờ mình đọc lại một lần nữa cho các anh chị nghe nhé. Un mur. Un lit, une étagère, un fauteuil, un chat, une photo, un livre, une table, un vase, une fleur, un verre. Rồi, bây giờ tới cái slide số 4. Có một số cái từ đây. Mời một
chị đọc nhé. Mình mời chị Ngọc đi. Ngọc Bôn nè. Chị Ngọc mở cái loa lên nhé. Dạ rồi thầy. Rồi mời chị. Con thử em mò cái. In are in suck. I suck. I suck. A sắc là oh no. In front. Inefficient. 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 Abulon. Đúng rồi, ablution. Ablution. In chapeau. Mấy cái nón không thầy? A chapeau. A chapeau. Cái điện thoại. In chair. Đúng rồi, in chairs. In chair. In... Cái điện thoại em không thấy thầy ơi, không biết cái nào. Rồi, bây giờ chị đọc tiếp cái cửa sổ đi. In fairness. Rồi đúng ha. Rồi bây giờ mình mời một chị nữa để đọc cái bài này. Mời chị Yến Nhi. Em đọc cái này. In fairness, in acid. Rồi mình nói dần qua. Inefficient. Đó là âm sờ nha. Âm sờ. Inefficient. Đúng rồi. In chairs. A telephone. Đúng rồi. Inefficient. A shop. A blossom. A chat. Cái từ cái nón là cái gì vậy thầy? A sample. Rồi mình có cái dĩa. Inacetate. Rồi nói dần qua inacetate. Inacetate. Đúng rồi nha. Rồi bây giờ mình mời một một bạn nữa nha. Mình mời bạn lớp trưởng đi. Thầy nãy thầy nói unaset là cái nghĩa gì em nghe không rõ này. Unaset là cái dĩa. Dạ, cái dĩa hay cái đĩa đó. Dạ cảm ơn thầy. Rồi mời dạ. Anh Tuấn. Dạ em thầy. Rồi. Dạ. In furniture. Unaset. A telephone. Đúng rồi. In chair. In chairs. In chairs. In a feature. In a feature. In a feature. A sack. A blouson. Còn gì nữa này? Rồi còn cái nón. A sabo. Rồi đúng rồi nha. Rồi merci anh Tuấn. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại cái phần Zalo kìa. Trouver l'objet. Đây là đoạn Trouver l'objet. Rồi bây giờ sẽ cho các anh chị nghe một cái đoạn hội thoại nói về cái này ha. Để mình xem có cái bài này không. Lesson 5.
veston, c'est ça? Oui, son chapeau et son blouson. Ils sont dans la chambre de Mélanie, sous l'étagère à côté de la fenêtre. L'étagère avec des livres, à gauche de la fenêtre? Non, l'étagère contre le mur à droite de la fenêtre, sous les affiches, oh là là! À droite de... Ah oui, sur la chaise, il y a un blouson et un chapeau. Voilà, c'est ça. Son chapeau et son blouson, c'est ça? Oui, son chapeau et son blouson. Ils sont dans la chambre de Mélanie, sous l'étagère, à côté de la fenêtre. L'étagère avec des livres, à gauche de la fenêtre? Non! L'étagère contre le mur, à droite de la fenêtre, sous les affiches. Oh là là! À droite de... Ah oui, sur la chaise, il y a un blouson et un chapeau. Voilà, c'est ça. Gauche de la fenêtre. Non. Unité 2. Portrait. Leçon 5. Son chapeau et son blouson, c'est ça? Oui, son chapeau et son blouson. Ils sont dans la chambre de Mélanie, sous l'étagère à côté de la fenêtre. L'étagère avec des livres, à gauche de la fenêtre? Non, l'étagère contre le mur à droite de la fenêtre, sous les affiches, oh là là! Các anh chị lưu ý là trên cái đoạn ở trên hình đó, mình nghe cái đoạn Zalo người ta đọc á, thì cái chữ nó dưới nó có chạy á, mình có thể câu theo thì dễ hơn là mình nhìn cái trên màn hình nhé. Ở trên màn hình nó có chữ chạy thay vì mình xem cái đoạn hội thoại luôn. À droite de... Ah oui, sur la chaise il y a un blouson et un chapeau. Voilà, c'est ça. Son chapeau et son blouson, c'est ça? Oui, son chapeau et son blouson. Ils sont dans la chambre de Mélanie, sous l'étagère, à côté de la fenêtre. L'étagère avec des livres, à gauche de la fenêtre? Non, l'étagère contre le mur, à droite de la fenêtre, sous les affiches. Oh là là! À droite de... Ah oui, sur la chaise, il y a un blouson. Et un chapeau. Voilà, c'est ça. Communiquer. Rồi, các anh chị thấy sao? Nghe kịp không? Không thầy ơi. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Nhanh quá ha. Rồi, như vậy là nó... Nói chung là tiếng Pháp nó nói chuyện là với tốc độ nhanh như vậy đó. Còn mình học ở đây là mình nói chuyện với các anh chị là mình nói rất là chậm á nha, mình nói cực kỳ chậm cho các anh chị nghe. Còn mà vô mà sinh viên chuyên ngành mình nói là nhanh lắm. Tại vì bản thân cái tiếng Pháp cái tốc độ nói nó rất là nhanh ha. Rồi bây giờ mình sẽ mời hai anh chị sẽ đóng vai trong cái nội dung đoạn hội thoại này nha. Rồi, bây giờ mình sẽ mời có anh chị nào xưng phong không? Mình thích nói không? Bây giờ mời anh Nghĩa đi. Mời anh Nghĩa. Rồi, mời một chị khác, đó là chị nào bây giờ đây? Anh chị Đoan Vi đi. Dạ anh Nghĩa nói trước đi Nghĩa ơi. Dạ bắt đầu ha. Son chape et son blouson c'est ça? Oui. Son chape et son blouson. Ils sont de la chambre de Mélanie. Sous l'étagère, au compte de la fenêtre. Fenêtre.
furniture. L'étagère avec des livres à gauche de la fenêtre. Non, l'étagère contre le mur. Le mur. Le mur. Mur. Le mur. Le mur. Đúng rồi. À droite. À droite de la fenêtre. 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 Sous les affiches. Sous les affiches. Sous les affiches. Sous les affiches. Oh, et là là. Oh là là. Oh là là. À toi. À lui. Sous la terre. Et à l'un. Rosson. Chapé. Chapeau. Chapeau. Vous le savez ça. Rồi, cảm ơn các anh chị ha. Bây giờ mình có cái từ mình cần phải đọc lại, đó là đầu tiên mình có cái chữ cái nón. Cái nón mình sẽ phát âm là chapeau. Chapeau. Rồi tiếp theo mình có cái áo khoác là blouson. Blouson. Tại vì nó là âm bờ với cái chữ bờ với chữ l á. Blouson. C'est ça. Oui, son chapeau et son blouson. Ils sont dans la chambre de Mélanie. Sous l'étagère, à côté de la fenêtre. Fenêtre. La fenêtre. Như vậy thì cái âm cùng, cái âm đuôi của nó, mình sẽ phát âm là nó nhẹ hơn là so với hai cái âm còn lại. Fenêtre. Mình không có đọc là fenêtre. Như vậy nếu mình đọc fenêtre là nó sẽ là ba âm ngang nhau, đúng không? Tiếp theo. L'étagère avec des livres. À gauche de la fenêtre. Rồi tiếp theo mình sẽ có cái chữ gì? Contre le mur. Bức tường nào là chữ mur. À droite de la fenêtre. Sous les affiches. Mình có cái từ affiche là affiche. Rồi, như vậy thì trong cái đoạn hội thoại này mình thấy cái chữ oh la la là mình thấy cái người phụ nữ này họ hơi bực bội ha, khi mà họ chỉ cho cái người đàn ông đi tìm cái nón và cái áo mà tìm ra nó mới chưa ra đó. Thì cái từ oh la la nó thể hiện cảm xúc, cho nên là có thể vui mình cũng có thể dùng cái chữ oh la la để thể hiện sự ngạc nhiên. Khi nào mình bực quá mình cũng dùng oh la la ha. Rồi, kiểu giống như hời ơi vậy, hời ơi này, giải thích nãy giờ mà không hiểu gì hết. Oh la la. Voilà, c'est ça. Đây nè, nó đây rồi. Ha. Rồi, bây giờ 9:05 ha, các anh chị nghỉ giải lao khoảng 10 phút, rồi sau đó chúng ta sẽ học tiếp cái bài này. Nha.